同是距离厚厚的忆记，心坎里泛起从前愿忘记今天的紧记，一颗暖暖的心，疾风的岁月急急点起过的灯，像风的你仿佛一路同行，故事的忆记屹立在这地，永远的天与地，合远远的相臂，勇气是我们暖暖的身躯。静悄悄里的你，静静里躺着，静静地两滴泪，长向远方一切，默默里想你。情厚厚的本性，急风里飞奔，仍然是强劲此刻的本领，心底里的真。疾风的岁月急急点起过的灯，像风的你仿佛一路同行，cô nương ơi, ngày mốt ta mới lên công đường, rồi bọn cá nói gì với cô, nói ta biết đi. Thì người cũng nói ngày mốt mà, nóng lòng làm gì chứ, còn nhiều thứ chưa mua sắm lắm đó, nhanh lên đi theo ta. Ông chủ, tới mua đồ hả? Dạo này không có hàng mới nghe. Không có hàng. Nhưng ta chượng phần cho cô nè, lấy cho cô coi ha. Cô thích không vậy? Quá, đẹp quá, đẹp quá, đúng rồi nè, đa tạ. Đa tạ cô nương. Đa tạ nha. Thế đẹp không? Ừ, ba hồi mua giải, ba hồi thì mua bánh thọ Tây Dương. Là ý gì đây chứ? Đã nói không phải là bánh thọ Tây Dương mà là bánh sinh nhật đó. Cái kia là bánh thọ Tây Dương đi. À, hôm nay bác ta dẫn cô đi đâu chơi vậy? Hôm nay ta muốn người đi theo ta chúc thọ một người bạn già, có đi hay không đây? Vậy thì đi đi, đừng có phiền phức quá. Ê, tới nhà Trần Bụng Cát hả? Thì là hay quá. Được rồi, người đứng đây đi, đừng có vô. Hả? Ê, đưa đây. Cô làm sao lấy được hết chứ? Để ta giúp cô. Nhớ kỹ, ta không kêu ngươi vô, ngươi đừng có vô đó. Sinh nhật vui vẻ. Có đem băng tới hay không? Có đem băng tới dạ, không? Dạ có đem tới, để con lấy ra nha. Trần Bụng Cát là đàn bà sao? Coi nè, đầu tóc bù xù hết trơn, giống em bé gì đó. Ta có thể băng rồi, có thể băng là rồi. Gì? Để con rửa chân trước được không? Hay quá, hay quá, hay quá. Rửa chân xong rồi có thể băng. Băng hết lần này tới lần kia, cái chân càng ngày càng nhỏ lại. Thiệt là hay quá đi. Lại đây. Tao biết bà này là ai rồi. Đi đi, đi đi. Đừng sợ, đừng sợ. Hắn là bạn của con. Lát nữa con sẽ trở vào lại nha. Người đi trở ra đi. Đi ra đi, đứng đó ngó ngó gì. Mau lên. Ta đã nói không kêu thì đừng có vô mà. Nhưng mà ta biết bả là ai mà. Sao mà ngươi biết? Bả là vợ của ông Quang đó. Sao mà ngươi biết? Vừa rồi ta nghe bả nói là phải bó chân thì đẹp, nên ta liền nghĩ tới tờ giấy trạng. Những lời lẽ bà Trần Bông Cát muốn ta nói ra, ta nhớ lại ông Quang nghe muốn rơi lệ. Với lại đầu óc của đới A Đẩu này đó hả? Nếu tập trung tất cả mọi chuyện này á, như vậy thì rõ ràng rồi hả? À, cũng may ngươi chịu khó suy nghĩ ha. Dĩ nhiên. Hèn chi mà sư phụ lại chịu giúp ngươi, ngươi đúng là thông minh. Thật ra là gì? Sư phụ đó kêu ta dẫn ngươi tới đây đa tạ người đàn bà này. Vậy sao cô không cho ta vô chứ? Ta tự vô. Đừng mà, ngươi đừng có vô hả? Mà tại vì người đàn bà này từng bị đàn ông bỏ bê, cho nên nếu gặp đàn ông sẽ bị quảng hốt đó. Hồi nãy ngươi cũng thấy mà. Đúng rồi. Phải không? Vậy làm sao? Sư phụ đã nói rồi. Nói rồi hả? Nói sao? Sư phụ nói ngươi đứng đây đa tạ bả một tiếng là được rồi. Đơn giản vậy thôi hả? Đúng vậy. Đa tạ? Ngươi nói nhỏ như vậy làm sao bả nghe được. Bà cụ ơi, đa tạ nhiều.
cái quẻ này nói là Diệt Dương Câu Tiễn đánh thua trận trở thành tù tội. Cũng may là có Phạm Mộc Lễ trung thành cứu giúp dân Tây Thi cho Diệt Dương Câu Tiễn, cuối cùng khôi phục quốc thổ, dựng lại Sơn Hà. Như vậy là cha của ta có được cứu không? Nếu như thưa kiện thì được quý nhân cứu giúp, nhưng mà trong quá trình thì trắc trở hiểm nghèo lắm đó, vượt hết khó khăn này tới khó khăn nọ. Cuối cùng sẽ như thế nào? Cuối cùng sẽ tai qua nạn khỏi nghe. Xin đa tạ. Đa tạ. Lần này đúng là thành công rồi, sung sướng thật đó. Sao quen mặt quá vậy? Nè, cô nương, khoan đi đã. Sao quen mặt quá vậy? Hình như gặp ở đâu rồi nè. Ý, ta nhớ ra rồi. Cô ở Thiên Hương Viện. À không không. Ý, ta đã nhớ ra rồi. Cô nương này chính là ở đại. Hay gì lính đây cơ? Trạng ngôn, lâu quá không gặp. Xin hỏi có chuyện gì? Có phải phu nhân của ta đụng chạm gì tới hai vị không? À, thì ra cô nương này là Trác phu nhân sao? Xin lỗi Trác phu nhân đi. Thức lễ. Trác phu nhân xin lỗi, chúng tôi có mắt không trồng. Cáo từ nha. Cáo từ. Đi. Trác công tử, cũng may là có công tử. Nếu không thì ta đã vào tù ngục rồi. Thưa cô nương cũng to gan thiệt. Tại sao bôn ba khắp mọi nơi như vậy? Lần này cũng may là gặp được ta đó, lần sau chưa chắc được may mắn như vậy. Cô nhớ phải cẩn thận. Ta biết rồi. Sư cô nương, thật ra cô là một cô gái đặc biệt. Mấy lâu nay ta gặp rất nhiều cô gái, nhưng mà không biết tại sao ngay lần đầu tiên ta gặp được cô, có được một cảm giác rất đặc biệt. Trác công tử, mong công tử hiểu rằng khi nào vụ án của cha ta không được rõ thì ta không muốn nói tới nhi nữ tư tình. Xin lỗi. Ta hiểu mà. Cô đừng có lo, vụ án của cha cô ta sẽ theo sát. Đa tạ. À, phải rồi, lúc nãy ta cũng xin được một quẻ. Quẻ xăm có nói là cha của ta có quý nhân giúp đỡ, tin rằng quý nhân này nhất định là Trác công tử. Cái chuyện cầu xin Bồ Tát đâu có đáng tin cậy. Theo ta nghĩ thì hành động thật sự nghĩ cách trở quan cho cha cô thì mới chính là thượng sách. Phu đại nhân, nghe nói là vụ án của Thương Quân Miên ngày mốt sẽ tái xử. Lẽ ra chuyện này đã xử quyết mấy hôm trước rồi, nhưng bây giờ lại chạy ra một đới A Đỗ kéo thêm đuôi, thiệt là phiền phức. Đại nhân, ta là bạn bè lâu năm của ngài, đừng nói ta không nhắc nhở ngài. Nếu như triều đình biết được đại nhân chỉ câu chuyện của người đàn bà bó chân mà giận giấy trạng của đới Á Đỗ, ta nghĩ triều đình sẽ trách tội xuống ngài đó. Cũng tại ta hồ đồ nhất thời thôi. Trác huynh, có cao kiến gì không? Theo ta thấy thì lần này ngài tuyệt đối không thể mềm lòng, nhất định phải phán xử cho thật nhanh. Ý của ngươi là? Đại nhân là cao thủ phá án kia mà, phải làm sao, đâu cần ta phải nói thêm. Không sai, phải xử cho nhanh. Đậu cô nương ơi, đừng có giỡn chơi nữa mà. Ngày mai là ngày xét xử liên quan tới mạng người đó. Tiểu nhị. Dạ cô nương muốn gọi gì? Làm ơn lấy đồ ăn ngon ở chỗ này và rượu mạnh nhất ra cho ta đi. À dạ được. À, cô nương à, đừng mong các đến nói cái gì vậy hả? Ngươi có biết là ngươi phiền lắm không? Phải, ta thiệt phiền lắm. Vậy cô có hỏi giùm ta không? Đã nói có mà. Làm sao đây? Rượu tới rồi, uống trước đi ha. Rượu ở đây nổi tiếng lắm đó, ngươi đừng nói nhiều nữa, uống đi. Nè, uống vài ly rượu trước đi ha. Nè, cạn ly. Cạn ly đi. Rượu ngon. Xong rồi, nói được chưa vậy? Cô nương, dịch của cô tới rồi. Ê, dịch tới rồi, ăn dịch trước đi ha. Nè, đừng nói nữa, đói bụng lắm rồi, ăn trước đi. Wow. Nói thiệt đó, nếu cô không chịu nói, cô sẽ không được ăn cái gì hết đó. Nói mau. Nói đi. Dịch tìm Bắc Kinh. Dịch tìm Bắc Kinh? Dạ phải, sư phụ chỉ nói 4 chữ dịch tìm Bắc Kinh mà thôi, rồi lại không nói thêm gì nữa hết. Ăn đi.
Vậy là ý gì đây chứ? Sư phụ là cao nhân mà. Hơn nữa ông nói ngươi là người thông minh sẽ nghĩ ra được. Ta đương nhiên sẽ nghĩ ra được mà. Nhưng mà trước tiên cô nói với ta là dịch tiệm Bắc Kinh ăn như thế nào đi đã. Là ăn như vậy. Đem tất cả bỏ lên trên cái bánh tráng này, bỏ một chút nước tương vô. Sau đó cuốn bánh lại. Ngon quá đi. Ngửi thử xem, thơm lắm đó. Ngon quá đi. Ta hiểu rồi. Thì ra là vịt tiềm Bắc Kinh là chỉ ăn lớp da của vịt tiềm Bắc Kinh thôi, có phải không? Nè, ta đoán trúng rồi đó. Sư phụ quả nhiên biết ta thông minh mà. Quả nhiên có chút đầu mối rồi. Nhưng mà sư phụ muốn ta để ý tới vịt tiềm Bắc Kinh hay là thịt của vịt tiềm Bắc Kinh thôi vậy? Hay là đầu bếp mập của vịt tiệm Bắc Kinh đây chứ? Xin lỗi nha. Vịt tiệm Bắc Kinh. Vịt tiệm Bắc Kinh. Vịt tiệm Bắc Kinh. Câu 2. Có phải mắc dịch không? Biểu đi mua vịt tiệm Bắc Kinh rồi không biết bỏ đi đâu rồi. Cái thứ dân thường này phải chửi mới được. Câu 2. Xin lỗi nghe, ta mua về tiệm Bắc Kinh về rồi nè. Ta mua về rồi nè. Cậu xử lý nó đi ha. Để nó đi. Dạ. Câu hai à? Câu hai, có phải ngày mai lên công đường toàn là nhờ nó hay không vậy? Đúng rồi, toàn là nhờ nó không đó. Dịch tiệm Bắc Kinh đáng tin cậy, hòn đá leo cây. Đừng có nên khi dễ của dịch tiệm Bắc Kinh này đó nha chưa? Tại vì đó là do sư phụ Trần Mộng Cát thí cho ta đó. Bốn chữ dịch tiệm Bắc Kinh này, trong đó nhất định có chứa quyền bí vô cùng, có thể giúp ta cứu lại thương đại nhân. Tối nào phải thức sáng đêm để nghĩ thông suốt mới được. Vậy phải ngủ sớm à. Nếu không ngày mai sẽ bị ngủ gục đó nghe. Ai sẽ ngủ gục vậy? Cậu sẽ ngủ gục. Người đi ngủ đi, ta không ngủ. Cậu hai sao vậy? Tại sao con dịch tiệm Bắc Kinh lại mất đi cái đùi trái vậy chứ? Cậu hai, cái đùi tại đói bụng quá nên ăn mất rồi. Ta biết mà, người chưa có chùi miệng đó. Thôi đi. Ta biết. Thì coi như có cái đùi trái để suy nghĩ đi. Coi như có hả? Dạ, coi như có để suy nghĩ. Coi như có hả? Dạ. Con chịu tới gặp ta rồi sao? Cha cứ bắn con đi, con chuẩn bị rồi. Đúng là bậy bạ mà. Con đi gây họa bên ngoài cha cũng bỏ qua, nhưng lần này con đã gây chuyện lên công đường, bộ muốn chống đối với cha sao? Con đừng tưởng đem mẹ con ra là cha sợ. Cha không có thẹn với lòng đâu. Lần này con tới không phải để gây gỗ với cha. Con xin cha. Cha đã đoán ra con với nó có quan hệ gì. Quỳnh ấy là bằng hữu của con. Cho Quỳnh ấy con đường đi đi cha. Cho hắn một con đường. Tại sao hắn không cho cha một con đường? Cái vụ án do triều đình ban xuống có liên hệ rất lớn đó có biết không? Nếu như hắn thượng tố thắng kiện, nghĩa là triều đình làm lỗi, cha sẽ bị thất chức đi. Cho nên lần này ta sẽ trừng trị đối A Đẩu. Cha muốn xử sao đây? Phải coi lần này hắn có biết điều hay không. Lần trước cha đã nể tình con rồi, nhưng lần này cha nhất định sẽ trọng hình. Cha không được làm vậy đâu. Chỉ cần hắn dám bước vô công đường thì cha sẽ cho hắn không có chân bò ra. Quỳnh ấy là người tốt đó, cha không được làm như vậy. Vậy con kêu hắn bỏ cuộc đi, quá mai còn cơ hội. Quỳnh ấy không thể nào bỏ cuộc đâu. Cha. Chỉ cần hắn dám bước vô công đường, cha sẽ cho hắn không có chân bò ra. Làm ơn tránh đường đi, tránh giùm, làm ơn. Ê, ông này là trạng sư kiện cáo vụ án Hòa Côn đó. Ông tên gì vậy? Đâu có biết, ông trạng sư dễ dưới quê lên,
hình như tên Á Đẩu gì đó đó. Tên là Đới Á Đẩu đó. À, ông trạng sư nhà quê này thua chắc rồi. Phải đó. Trạng sư nhà quê chắc chắn là thua rồi. Á Đẩu, đừng có vô mà. Mày thơ. Á Đẩu đừng có vô. Đừng có vô mà. Biết nữa thiệt tình à. Ê, chạy đâu dữ vậy hả? Chen lấn ta mà không biết xin lỗi nữa hả? Thắng đường. Tiểu nhân Đới Á Đẩu, trạng sư của Đại Lương tham kiến đại nhân. Á Đẩu, bổn quan đã đọc kỹ lưỡng giấy trạng mà ngươi trình lên rồi, phát hiện ra toàn bể chuyện. Tội phạm Hòa Côn và Thương Quân Miên tháng trước đã tương nhận với nhau tại Hạ Mã Tự ở Đại Lương, lúc đó có 50 người làm chứng. Sau đó Thủy Nguyệt Lộ ở Đại Lương có trăm mấy người chính mắt thấy và chính tai nghe Hòa Côn đã kêu Thương Quân Miên là ông chú, và đã lục được lá thư của Hòa Côn trong người Thương Quân Miên, có cả nhân chứng và vật chứng. Hòa Côn và Thương Quân Miên vốn có quan hệ ông chú và cháu với nhau. Lần này Hòa Côn bị xử tru di cửu tộc, Thương Quân Miên khó thoát được tội chết. Đời A Đỗ, ngươi là trạng sư mà kêu quan bừa bãi, ngươi nói đi, ngươi tội gì? Đại nhân à, xin hỏi đại nhân tối qua ăn cơm tối có no không vậy? Khốn lâu, người đâu? Dạ. Đánh nặng 20 đòn. Ê, khoan, mới đây rồi đánh rồi hay sao chứ? Vậy xin hỏi đại nhân dùng luật lệ gì của Đại Thanh để đánh tôi vậy? Theo luật lệ của Đại Thanh, hỗn láo trên công đường, lần đầu thì cảnh cáo bằng miệng, nếu tái phạm thì đánh nặng 20 đòn. Ồ, thì ra là như vậy hả? Dạ thưa đại nhân, thứ nhất, ta hỏi đại nhân tối qua ăn tối có no không là vì có lòng hỏi thăm, không phải là hỗn láo đâu. Xin hỏi đại nhân dùng điều lệ gì nói ta hỗn láo vậy chứ? Thứ hai, mặc dù ta có hỗn láo, vừa rồi đại nhân có nói mà, ban đầu chỉ cảnh cáo bằng miệng thôi. Đại nhân chưa cảnh cáo bằng miệng, đã đòi đánh ta 20 đòn rồi. Như vậy có vẻ lạm dụng tư hình đó. Được. Này bổn quan cảnh cáo ngươi bằng miệng trước, không được hỗn láo. Tạ ơn đại nhân. À, còn cái điều thứ ba là tiểu nhân đã 3 lần đánh trống kêu quan ở bên ngoài rồi, nhưng mà chưa gặp quan đã bị đánh 30 đòn, tổng cộng trước sau đã bị đánh tới 90 đòn lận đó, thì mới gặp được đại nhân lần này thôi. Bây giờ ta xin hỏi đại nhân dùng luật lệ Đại Thanh nào để đánh ta 90 đòn như vậy chứ? Trong khoảnh khắc đại nhân nghĩ không có ra, có phải không? Để tiểu nhân trả lời giùm nha. Ta coi lại rồi, trong luật lệ của Đại Thanh vốn không có luật lệ chưa gặp quan đã bị đánh 30 đòn rồi. Đó chỉ là các ông quan vì muốn ra ngoài với đám lê dân mà thôi. Nhưng mà không sao đâu, tiểu nhân cũng lỡ bị đánh rồi. Hay là vậy nha, ta có 60 đòn tạm gác lại ở chỗ của đại nhân nha. Ta hỗn láo một lần bị trừ 20 đòn, vậy có được chưa? Đời A Đỗ, ngươi đừng có được nước làm tới. Có cái gì cứ nói đi. Dạ đại nhân, bây giờ tiểu nhân có một vật chứng rất là quan trọng, phải cho đại nhân coi qua. Phê. Dạ. Đại nhân không cần để ý tới người này đâu, mà hãy để ý cái dĩa này đi. Ý, đại nhân nhìn thấy không được rõ sao? Tới gần chút đi. Hỗn láo. Hỗn láo đó, ta bị mất 20 đòn rồi. Ê, ngươi bưng con dịch tiệm Bắc Kinh ra làm gì? Ánh mắt đại nhân thì là sáng suốt tinh vi quá đó nha. Không sai, đây chính là con dịch tiệm Bắc Kinh nổi tiếng nhất ở trên kinh thành đó. Nhưng mà không biết các vị có biết dịch tiệm Bắc Kinh ăn kiểu nào hay không? Để tiểu nhân dạy cho các vị biết nha. Trước tiên là phải lóc da của nó ra, lóc từng mảnh rồi để lên một miếng bánh tráng, thêm vào một củ tỏi, dưa leo và tương ngọt nữa, cuốn nó lại rồi bỏ vô trong miệng, nhai từ từ. Nhớ đừng nhai mạnh quá, nếu không sẽ có nước mỡ xịt ra. Mùi vị thiệt là hết chỗ chê luôn, có thể nói là cực phẩm luôn đó. Người nói xong chưa? Làm ơn vào đề chính đi. Đại nhân, nãy giờ tiểu nhân đang nói vô đề chánh luôn đó, tại đại nhân chưa biết thôi. Nè, có điều da của dịch tiệm Bắc Kinh á, chỉ là lấy da mà không có lấy thịt, có nghĩa là lấy mặt mà không có lấy nhân. Đương sự của ta là Thương Quân Miên đại nhân, hôm xưa vì trọng mặt mũi nên đã mạo danh là ông chú của Hòa Côn, cho nên vì vậy mà bị họa lây đó. Nói bậy, quan hệ bà con không phải là tình bạn bè thông thường, đâu thể nói nhận là nhận, coi mấy người khác là khờ sao? Đại nhân, điều này đã có tiên lệ rồi mà. Lúc xưa Hoa Bọc Lan giả trai đi tòng quân,
vậy mà không ai phát hiện được. Còn bây giờ thì có dĩa này. Mời đại nhân nhìn cho kỹ đi. Con này không phải là con vịt, mà nó là con ngỗng đó. Rõ ràng là con vịt mà, sao lại là ngỗng chứ? Thế trời, đại nhân, nhìn ánh mắt của đại nhân thì đủ biết đại nhân tin đây là con vịt rồi đó. Nhưng mà thiệt xin lỗi nha, nó là con ngỗng thiệt đó. Huy à, lấy cái đầu ra coi. Ừ? Cho gì coi đi, không phải là giả đâu đó. Ở trên đầu có cái mộng mà, không phải là ngỗng sao? À, nhưng mà tại sao là ngỗng tìm Bắc Kinh vậy? Thì ra các người ở kinh thành này thích ăn vịt tìm Bắc Kinh quá, khiến cho không đủ cung cấp, thì những người bán vô lương khiến cho nó thành con ngỗng vậy đó, và bán ngỗng ra coi như là con vịt. Vừa rồi đại nhân có nói là đâu phải nói nhận là nhận đâu, bộ con người khác đều là khờ hay sao chứ? À, xin lỗi nha, thì ra trên thế gian này thì là có nhiều thằng khờ đó. Ngươi đừng có ở đó vòng vo nữa, thật ra là ngươi muốn nói gì? Tiểu nhân muốn nói là những gì chúng ta chính mắt nhìn thấy hay chính tai nghe được chưa chắc đều là sự thật đâu. Ta ví dụ thêm một việc nữa nha. Hôm nay ta đứng ở công đường nói lớn với các vị ở đây, lão Phật gia là mẹ của ta đó. Như vậy là Phật gia là mẹ thiệt của ta hay là sao hả? Hồn lão. Trời, hồn lão, vậy là mất thêm 20 đòn nữa rồi. Ê, đúng là trạng sư nhà quê mà. Chuyến này là thua chắc rồi. Nghe quan nói cái gì mà lóc da, lóc tận mảnh da luôn đó. Ê, quá trời luôn. Ờ, để nghe thử cái đã. Nghe nghe được gì không? Cái tên Á Đẩu thì to gan, dám nói Từ Hy Thái Hậu là mẹ của hắn. Cũng dám nói. Thôi chết rồi, chuyến này chắc lấy cái đầu ra. Lấy cái đầu ra. Lấy cái đầu ra đâu có mặn nữa. Chứ còn gì nữa. Gan dễ sợ. Cũng tại ta, hắn nói bậy bạ. Á Đẩu. Được, coi như là ngươi có lý. Nhưng mà cuốn tộc phổ thì sao? Ờ, cái chuyện này á, nhưng mà kể ra thì dài dòng dữ lắm. Hơn nữa còn phải nói nguồn gốc từ chỗ con ngỗng nữa. Tương truyền thôi nha. Lúc xưa không có vụ con ngỗng, chỉ có vụ con gà và vịt mà thôi. Nghe nói con vịt vì đói bụng quá, qua bên chuồng gà ăn cắp đồ ăn, quen biết với con gà. Rồi họ nói chuyện với nhau, con gà nói chuyện với con vịt thấy hợp nhau. Rồi xảy ra một cuộc tình gà với vịt. Sau đó mới sinh ra một con. Nhìn trái không có giống gà, nhìn phải không có giống vịt, cho nên mới đặt cho nó một cái tên gọi là con ngỗng. Rồi người ta nói là tại sao ở trên đầu con ngỗng lại có cái mồng. Thật ra là do mồng gà diễn biến mà ra. Đời A Đủ, người đứng ở công đường đã nhiều lần trời xa chủ đề, kể mấy chuyện không liên quan tới bổn án, người không phải là hỗn láo còn gì. Hả? Hỗn láo lần ba rồi sao? Vậy là mất hết 60 đòn rồi đó. Vậy là tuy nhiên không có dám hỗn láo nữa. Thật ra chuyện tình gà vịt này á, có liên quan mật thiết đến vụ án Hòa Côn luôn đó. Năm xưa mẹ của Hòa Côn rời khỏi Đại Lương thông gia với kẻ khác. Khi bà trở về thì bà đã mang bầu rồi. Nhưng mà không ai khẳng định cái bầu đó có phải là con cháu của nhà họ Thương hay là không nữa đó. Nhưng mà nhà họ Thương quyết định đuổi bà ra khỏi nhà. Sau khi bỏ đi, bà sinh ra Hòa Côn và sinh kế rất là khó khăn. Thương Quân Miên có lòng thương hại cho Hòa Côn, cho nên mới cho Hòa Côn vay tiền. Sau đó thì Hòa Côn vào cung để làm thái giám. Để lúc Hòa Côn làm lớn làm giàu, Thương Quân Miên cũng vì mặt mũi nên ông mới nói với mọi người là ổng là chú của Hòa Côn. Thật ra Hòa Côn vốn không phải là con cháu của nhà họ Thương, cũng giống như con vịt với con ngỗng vốn không cùng giống mà. Còn về vấn đề tộc phổ thì là vì họ vốn không thể khẳng định Hòa Côn có phải là quý mạch của nhà họ Thương hay không. Cho đến khi Thương Quân Miên trước đây một tháng mấy, khi Hòa Côn tới làng Đại Lương á, và chính mắt ta nhìn thấy hắn điền lên đó. Đại nhân à, về điều này á, có thể nói là hắn đã sửa đổi tộc phổ đó. Ta có coi lại rồi, như vậy chỉ bị 20 đòn thôi à, không có đáng chết đâu. Hy vọng đại nhân có thể xét xử kỹ lưỡng, bỏ tội tru di cửu tộc. Đời A Đủ, ngươi đừng coi bổn quan như con nít lên ba. Chỉ vài lời nói phiến diện như vậy có thể khiến bổn quan tin người được sao? Người nói mẹ của Hòa Côn có gian tình với kẻ khác, có bằng chứng gì? Huống chi Hòa Côn bị chém, mẹ của hắn cũng qua đời rồi, chết không đối chứng. Theo ta là người ngụy biện. À, mà khoan đã, còn một nhân chứng tên là Giang Phu. Giang Phu ở đâu? Giang Phu giờ đang ở Đại Lương tại Á Mẫu. Được, ta sẽ truyền Á Mẫu lên kinh thành. Nếu hắn chịu nhận hắn là Giang Phu thì ta sẽ truy cứu tội thông gian. Bổn án tạm gác lại sau 10 ngày xử lý. Bãi đường.
Bái đường. Ê, ra được kìa, ra được kìa. Trời ơi, giỏi quá. Trạng sư giỏi quá. Trạng sư giỏi quá. Trạng sư giỏi quá. Người không sao chứ hả? Tại sao người... Không sao hả? Chuyện lớn luôn đó. Ta vừa mới dự một cuộc biện luận rất là gây cấn và éo le. Trần Mộng Cát bảo là cha mẹ tái sinh, chỉ một con vịt tìm Bắc Kinh thôi, đã khiến cho đánh tới từ đầu đến cuối, đánh cho ông quan tan tành luôn. Bộ ngươi thiệt là dùng vịt Bắc Kinh để biện hộ hả? Thật ra, thật ra sư phụ đâu có nói cái gì đâu chứ. Có mà, ông đã tặng cho ta 4 chữ vịt tìm Bắc Kinh đó. Ông thiệt là, ông thiệt là quỷ quái tặng ta 4 chữ mà lại không chịu nói rõ với ta. Vậy bây giờ Thương Quân Miên có rửa tội được không? Vụ kiện này vẫn chưa có chấm dứt đâu đó. Bây giờ ta đang đợi một nhân chứng quan trọng tới kinh thành, nhưng mà xác suất thắng được là cao lắm. Chuyện vui mừng như vậy, ta phải về chia sẻ với cô Sương mới được đây. Thôi ta về trước nha. Á Đậu, người đúng là xấu quá đi. Lúc đó ta nói như vậy nè. Hả? Ta nói nếu bà Từ Hy Thái Hậu là mẹ của ta, vậy thì bà là mẹ của ta thật hay sao chứ, đâu có phải đâu đại nhân. Rồi ông quan đó không nói được cái gì. Còn nữa, các ngươi bên ngoài vỗ nát bàn tay à, nhiệt liệt quan hô long trời lỡ đất. Cô Sương ơi, nếu như Dương Á Mẫu tới kinh thành thì thưa đại nhân kể như vô tội, vậy sẽ được thả luôn đó. Mong là mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, đừng có đêm dài lắm mộng. Đừng có lo, ta có cao nhân chỉ dẫn mà, không có sao đâu. Lần này thật sự đa tạ Quân Trạng Sư. Cô nói cái gì? Ta nghe không được rõ lắm. Không, ta đi cúng Bồ Tát, mọi người bàn tiếp đi. Đi cúng Bồ Tát, ta đi cùng cô nha, tôi có nương. Ủa, sao bỏ đi vậy? Sao bỏ đi vậy? Cậu hai không nói với cậu luôn, không biết khen hay chê cậu nữa. Dĩ nhiên là khen rồi. Ông đi chùa Vua Tứ Hải, đi Hàng Châu, đi Tô Châu, leo sông núi qua sơn lại leo Thái Sơn, miễn là đi chơi Đại Giang Nam Bắc, đi chơi lâu lắm, không chừng mấy năm sau mới trở về đó. Ta không tin, sư phụ không bỏ mặc vụ thư kiện của ta đâu. Không phải đâu đấy Á Đẩu, hay là ngươi bỏ vụ kiện này đi. Người thắng kiện lần này không có nghĩa thắng kiện lần sau đâu, không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu. Ta không tin sư phụ không bỏ mặc ta đâu đó. Ta tính lại rồi, ta quen biết với cô bấy lâu, tiếng của cô hay nói láo lắm mà, trong 10 câu là 9 câu nói láo luôn rồi. Không phải đâu, lần này là thiệt, ta xin thề lần này là thiệt đó. Ta không có tin. Cô dẫn ta đi gặp sư phụ của cô giùm đi. Đã nói ông bỏ đi rồi mà, không có ở đây, người có nghe không? Nè, dẫn ta đi gặp sư phụ của cô, kêu ta làm cái gì cũng được. Được, người dẫn ta đi ngắm sao đi. Cô dẫn ta đi gặp sư phụ nha, được không? Được, ngắm sao. Ê, đếm xuống 6 ngôi sao. Ở đây chính là sao Thiên Dương nè. Còn qua bên kia một chút á thì, ê, đó là sao Chiết Nữ. Ở ngôi sao xa một chút á là Ngưu Lang đó. Có hiểu không? Hiểu. Hiểu thì gõ bên này đi. Nè, ngôi sao sáng nhất cô thấy chưa? Đó gọi là sao Bắc Cực. Không thấy nào đi khuya vậy rồi mà không về chứ. Ta tưởng ta đi đã khuya rồi, cô còn đi khuya hơn nữa, tự hỏi đi đâu được chứ. Không biết nữa. Cô Sương, cô Sương, cô đi cả ngày đi đâu vậy chứ? Ta buồn ngủ lắm mà, ta đi ngủ trước đây. Ngươi làm gì? Nghĩa là chất vấn ta? Không phải, ta chỉ lo cho cô mà thôi. Ta biết ngươi vì lo lắng cho ta nên mới đi chơi khắp nơi. Vậy ta cũng biết vì lo lắng cho ta nên ngươi mới đi chơi với cô nương đó. Nhưng mà ta thật đa tạ ngươi, ta không cần ngươi lo lắng cho ta nữa. Sương Sương à, cô tưởng ta đi như vậy là vui lắm hay sao chứ?
ta đi với cô Mẫn á là có cách để cứu cha của cô đó. Nếu như không có Trần Mộng Cát chỉ đường, ta làm sao biết nhìn con ngỗng chỉ ra về tìm Bắc Kinh, khiến cho ông quan tạm gác lại 10 ngày như vậy chứ. Bộ ngươi tưởng là công lao của ngươi sao? Cô nói như vậy thiệt là tức cười đó. Hôm đó cô không có ở công đường, cô ta làm sao biện hộ. Ta chỉ còn nói sai một câu thôi cũng đủ nát mông luôn rồi. Ai nấy đều mong ta chết, ta đã ráng gỡ từng câu một. Cô Sương à, bây giờ ta nói như vậy không phải là muốn kể công với cô đâu. Ta chỉ là không muốn cô bị gạt thôi. Gạt tới lần này tới lần nọ, ta đứng ở trên công đường biện hộ hết sức rồi, mà lại có người hưởng thành quả. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Sư cô nương, khuyên dậy tìm ta có gì không? Cô ngồi đi. Có chuyện gì sao? Cha công tử, vụ án của cha ta có phải là thua chắc không? Không giấu gì cô, xác suất thắng kiện đúng là rất kém. Nhưng mà cô đừng có lo, ta sẽ cố gắng hết sức mà. Ta cũng biết. Thật ra lúc đó ta cũng khuyên cha ta đừng có tham mong. Lúc đó cha nghĩ là nhận lại quà công công là có thể mạnh lớn, làm giàu, kết quả là bị quả ly. Thật sự rất khó nói. Thật ra con người cũng có lòng tham mà. Vì vọng tham nhất thời mà bị quả lê. Nghĩ kỹ lại thì cha không đáng được giúp đỡ. Cho nên nếu như quá phiền phức cho công tử thì thôi, đừng giúp cha ta cải kiện. Thật ra ý của người ta đã biết rồi, xin đa tạ. Điểm khuyên như vậy cô tới là muốn dò thám ta sao? Cô dò thám lòng thành của ta với cô. Cô vẫn nghi ngờ ta. Thôi được, nếu vậy thì ta cũng cạn lời. Cô về đi. Trác công tử, ta đã tận tâm tận sức giúp đỡ cho cô lại nghi ngờ ta sao? Xin lỗi Trác công tử, vì ta nghe Á Đậu nói. Hắn mới nói vài câu thì cô đã nghi ngờ ta rồi hả? Trác công tử, thật là xin lỗi. Ta thật sự rất là bối rối. Trác công tử nghe ta thôi, nói. Được rồi, ta cũng đã hiểu rồi. Sư cô nương cứ yên tâm đi, ta nhất định tận sức để cứu thương đệ nhân ra ngoài. Phu đệ nhân, sao mà thất sách quá vậy? Bị cái tên nhà quê làm lớn chuyện như vậy. Ê, nếu không phải như vậy, đâu cần đá động tới Trác huynh làm gì. Cái tên đới Á Đổ cầm con ngỗng đó có thể nói thành con vịt luôn đó. Con người này thì không đơn giản được. Còn nữa, lời của hắn nói như là thiệt vậy. Lỡ như kiếm được cái thằng mẫu lên công đường và hắn nhận có gian tình với mẹ của Hòa Côn thì vụ án này... Đại nhân, vụ án là do ông phán kia mà, ông sợ cái gì? Ê, người chưa biết thôi. Nghe nói án sát Từ Nghê Thiết Lương sắp lên kinh thành này. Lỡ như vụ án này có gì sơ suất thì ảnh hưởng lớn đối với ta lắm đó. Đại nhân à, lần trước ta nói ngài dùng trọng hình kia mà, nếu nghe lời của ta thì đâu ra nông nổi này. Ê, ta cũng muốn dùng trọng hình lắm nhưng mà... Ê, Trác huynh à, lần này ngươi phải giúp ta làm trạng sư bên chủ khống rồi. Chuyện này mai mốt sẽ bàn lại sau. Bây giờ quan trọng nhất là không để cho tên gian phu lên kinh thành. Dạ, ta đã phái người đi đón hắn rồi. Có tên Dương Á Mẫu, tuổi già lại sức yếu, sống không được bao lâu. Á Đẩu dùng mưu mô đón hắn lên kinh thành để mà tính giải dây. Dọc đường bị phục kích, người chết rồi sao lên kinh thành, người chết rồi sao lên kinh thành. Đứng lại. Con đã biết cha kiếm con mà con đi đâu vậy? Con đi chơi thôi mà. Lại hẹn với cái thằng đó sao? Phải thì làm sao, con có tự do của con chứ không được can thiệp. Cái đứa con hư này, cái thằng Á Đẩu đó bảo hại cha sắp mất chức quan luôn rồi, vì vụ án của Thương Quân Miên gây mưa gây gió trong thành này. Vậy thì làm sao, người ta chỉ rửa tội quan thôi. Cha nói con biết, từ nay về sau không được nhúng tay vô nữa. Con biết, mẹ đi rồi thì cha ăn hiếp con chứ sao. Các người đều ăn hiếp ta, cha vốn đâu có thương con, đâu có nghĩ tới con đâu. Nói gì cũng vô dụng thôi. Hai người làm gì? Làm gì vậy hả? À, đợi vụ án kết thúc xong, cha sẽ thả con ra. Tới lúc đó, con sẽ biết cha nghĩ tốt cho con thôi.
Con không đi, buông con ra. Dẫn tiểu thư vào trong đi. Buông ra, buông ra, buông ta ra. Ta không đi. Cậu hai, nhìn hết rồi, làm gì có cổ chứ. Anh bạn ơi, khách quan cần gì? Có thấy cô gái trừ hai tới uống rượu hay không vậy? Là tới uống rượu mạnh nhất đó, có thấy không vậy? Không thấy. Ông chủ à. Tới liền, tới liền, tới liền. Ông bạn, có phải muốn kiếm cô gái thường chơi ông chú hai bà thím hai hay không hả? Phải. Phải đó, phải đó, chính là cổ đó. Cô nương đó hả, gặp mặt rồi. Ở đâu vậy? Vừa mới uống rượu xong với cô ấy. Sư, nè. Cô nương đó cả tháng trời không có tới rồi. Thôi uống đi anh Tư, uống đi. Vậy hả? Đúng rồi. Cậu hai à, thôi đi đi. Cả ngày hai chân trả rời rồi, cậu điên rồi hả? Ê, cậu hai, cậu làm gì vậy? Điên rồi hả? Điên rồi, đúng là điên rồi. Bỏ hết lần này tới lần kia. Bỏ hết lần này tới lần kia. Bà cô à, có giận là ta không vậy? Để ai đậu nè. Ngươi không thấy bây giờ ta bận rộn lắm hay sao? Hả? Các ngươi coi nè. Cái chân của ta càng ngày càng nhỏ lại rồi. Càng ngày càng nhỏ lại. Hai người ngồi chơi đi nha. Đợi khi nào ta bó chân xong á, ta đi rót trà cho hai người uống ha. Cậu hai à, nếu vậy qua Tết cũng không uống được ly trà đâu. Bà cụ ơi, cho hỏi con Mẫn có tới đây không vậy hả? Con Mẫn? Hả? Có chứ, con Mẫn ngoan lắm đó. Vì nó thường hay tới đây. Nhiều khi ta bó cái chân của ta, ta bó không nổi, nó thường hay bó cho ta. Ôi trời ơi, lão già, đứa con gái có 5 tuổi thôi. Ông đừng có trách nó mà. Có trách ta thì trách ta đi. Bà cụ à, cái gì 5 tuổi vậy? Hôm nay hả? Ta đã thắt cho nó 2 cây bím. Thiệt là dễ thương. Ôi trời lão già, ta sắp bó xong rồi lão già. Cho ta chút thời giờ nữa đi. Cậu hai ta à, sẽ bó xong mà. Cậu hỏi gì cũng không ra đâu. Không mắc mớ tới con gái. Không mắc mớ tới nó đâu hồi lão già à. Bà cụ ơi, lão bà có biết cô Mẫn đang ở đâu không vậy? Lão già, con Mẫn ngoan lắm đó. Đã nói rồi, ngoan lắm, ngoan, ngoan. Trời ơi, lão già đừng có đi. Lão già, ông đừng có kéo con Mẫn đi mà. Trời ơi, ông đừng có kéo con Mẫn đi. Ông đừng có chia lìa hai mẹ con ta ra, lão già. Đừng chia lìa hai mẹ con ta. Cậu hai, ơi, cậu có biết chỗ này là kinh thành không? Chỗ này là nhà của quan đó, không phải đại lương đâu. Cậu đụng tới người ta sẽ bắt cậu à. Mặc kệ ta đi, ta không đi đâu. Ta bỏ mặt cậu, cậu ở đây làm gì? Ta ở đây chờ cô Mẫn. Nếu cô Mẫn 3 ngày 3 đêm không ra thì sao? Mặc kệ ta đi, ngươi về chăm sóc cho cô Sương đi. Nếu ta về chăm sóc cho... Về ngay đi, có đi không? Nhưng mà cậu hai... Về à... đi. Ta không tin là cô không ra. Cô Mẫn, cô nương. Đúng là ta thông minh thật đó. Thì ra ta đoán không sai. Vốn không có trần mong cát gì hết, có phải gì không? Cái gì bó chân, cái gì vậy tìm bắt chân, cái gì hết lần này tới lần khác làm ta tưởng cô là trần mong cát ở sau lưng giúp ta. Thì ra là cô đã gạt ta thôi. Sao lại không chịu lên tiếng chứ? Phải, tại ta gạt ngươi đó. Tại ngươi ngốc nghếch tin của trần mộng cát mà thôi. Ta chán quá mà, ta vô duyên cho nên đã bị ra một chuyện cả thế gian không ai tin để gạt ngươi thôi, để ngươi chơi với ta. Không ngờ ngươi ngốc như vậy lại tin ta. Gạt ta hết lần này tới lần nọ, cô làm vậy là sao chứ? Tưởng cô buồn chán có chuyện gì, không ngờ cô độc ác tới gì vậy đó. Ta ác độc kiểu nào? Không phải ta thì thương quân miên chết đời nào rồi.
Mỗi lần ngươi gặp ta, ngươi không nghĩ tới ta, ngươi không hỏi tới ta, ngươi chỉ hỏi tới thương sư, thương quân Miên Trần Mộng Cát. Cuối cùng ngươi chịu hỏi ta là ai rồi hả? Nhưng mà ta nghĩ chắc ngươi cũng không muốn biết. Thì ra vốn không có Trần Mộng Cát gì hết. Sao cô phải gạt ta chứ? Tại sao lại phải đưa ta lên trên trời, sau đó lại đạp ta xuống đất vậy? Dù sao đi nữa, ta cũng không cố tình gạt ngươi. Ta đã giúp người thắng kiện lần này tới lần nọ. Cô đã gạt ta. Ngươi nghĩ ta gạt ngươi cũng được, dụ ngươi cũng được, nhưng ta không thẹn với lòng. Ngày mai án sát Tư Nghê Thiết Lương sẽ qua đây. Ông quan này công chính lắm. Nếu người muốn thượng tố, đây là một cơ hội cuối cùng. Thương cô nương, mời tự nhiên. Đa tạ chú quan. Sư sư, sao cô ở đây vậy? Ngài là trạng sư chủ khống của vụ kiện này sao? Cô đọc thư của ta sao? Cô có biết lén đọc mật thư triều đình là tội lớn lắm người không? Người nói sẽ hết sức giúp ta mà. Lần này lão Phật gia chỉ định bắt ta làm trạng sư chủ khống, ta không thể kháng chỉ, nhưng ta lại muốn giúp đỡ cho cô. Ta thật sự không biết phải xử làm sao. Thì ra bấy lâu này ngươi vẫn gạt ta. Sư sư à, có nghĩa là cha của ta đã hết cứu rồi. Sư sư à, cô hãy tin ta đi, ta thực sự không được tự chủ mà. Ngươi buông tay ra đi, ta không muốn nghe thêm gì nữa. Tại sao ta lại tin ngươi? Ta đúng là ngốc quá. Nhưng ta còn ngốc hơn ngươi. Uổng cho ta thông minh suốt đời, bây người ta gạt bấy lâu mà không có biết gì. Ta cũng đã tin người không nên tin, tốt và xấu ta cũng không biết phân biệt. Sương Sương à, xin lỗi nha, ta không giúp được cho cha cô. Không giúp được cha ta đó không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta đã đi xin Trác Nhất Ngôn đi cứu cha ta, nhưng bây giờ lại báo hại cho cha của ta. Không lẽ mình bôn ba bấy lâu ở trên kinh thành này thì không được chút gì hay sao chứ? Có, chúng ta học được một bài học rất đắng, là không nên tin người bừa bãi. Phải, từ nay mình phải nhờ vào sức của mình. Sương Sương à, tin ta đi, cho dù ai nấy đều gạt ta, nhưng mà ông trời sẽ không gạt mình đâu. Vậy nghĩa là sao? Vậy nghĩa là Thư Đại Nhân sẽ được cứu đó. Các Bồ Tát cũng đồng ý, ta chặn đường cáo trạng. Chặn đường cáo trạng? Án sát Tư. Án sát Tư? Thôi đừng có nói nhiều nữa, ngày mai mình chặn đường đi cáo trạng nha. Ừ. Dạ.
chờ ta nha. Có chuyện gì cũng đừng có ra nha. A Đậu, hãy cẩn thận. Ta biết rồi. Lỡ như ta bị ngựa đạp chết, có hai lượm xác giùm ta. A Đậu. Đại lương tới A Đậu có quan tình kể lễ. Ai to gan vậy? Cản đường. Còn không mau tránh ra. Tránh ra. Không mau tránh ra. Thành Phong. Dạ đại nhân. Có người chặn đường cáo trạng. Có giấy trạng không? Dạ có đại nhân. Trình lên đi. Dạ. Đại nhân. Chàng tàu si cư lì hào hào đế ý kỳ xâm hầm lưu phán hỷ. Trong tiền nguyện mong kỳ cầm thiên đế cẩn kỳ ít bỏ nguyện nguyện đế xâm. Giật phong đế suy yu cấp cấp điểm hỷ quả đế tâm. Chàng phong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.